Ở chỗ của tôi á là không có ai gọi cái này là pate hết trơn mấy bà, mà không biết là ở chỗ mấy bà thì gọi cái này là cái gì ha, chứ pate ở chỗ tôi á là cái sành sệt ăn kèm với bánh mì á, cũng ngộ ha, cũng là miền Tây mà có rất là nhiều tên gọi khác nhau, như ở chỗ nhà của bạn hot tiktoker Quyền Phi gọi cái này là pate, nhưng mà xứ của tôi á thì gọi cái này á là chả nguội chả lạnh đó mấy bà. Món này á thì hay ăn kèm trong cái món khai vị của đám cưới đám tiệc á mấy bà, nói gì thì nói, tên gì thì tên á, chứ tôi thấy cái món này của bên nhà bạn hot tiktoker Quyền Phi ăn ngon nha mấy bà. Nhà của tôi á là mua đi mua lại mấy lần rồi đó. Chiến này thì tôi mua có cả trứng muối nữa, một cái cục này là to đùng mà nặng 1 kg, là cầm rất là chắc tay luôn. Pate này là hàng thủ công, làm ra bao nhiêu là bán bấy nhiêu à, bởi vậy cũng mau hết hàng dữ lắm luôn á. Cái pate này thì được làm từ thịt nạc nè, với da con ỉn, ở bên ngoài là cái lớp bong bóng của con ỉn đó mấy bà. Công nhận nha, ăn cái miếng pate của nhà bà Quyền Phi á y chang giống như là đang ăn đám cưới ở dưới miền Tây luôn á, cái khẩu vị y chang như vậy luôn mấy bà. Này thì tôi mua là pate trứng muối á, trong cái cục pate này thì có tầm 3 đến 4 cái trứng muối á mấy bà. Cái trứng muối thì nó béo ngậy à, nó không hề bị tanh xíu nào hết trơn luôn mấy bà. Cái vị này thì theo tôi là vừa ăn rồi, mình chỉ cần chấm thêm xíu muối tiêu chanh nữa là ngon à. Cái pate này là hàng lạnh á, bởi vì khi mà nhận được hàng á là mấy bà nhớ là khui ra liền nha.